like. Mình không biết YouTube các bạn cái gì. Để các bạn quan sát đây. Chào các bạn, làm cái vải thiều và cái vải nói chung. Vấn đề khoanh vải lục non, lục hồng, lục đỏ, lục mới nhú hoặc lục già chắc là mình làm qua hết rồi. Thì năm nay riêng về cây vải thiều, mình sử dụng một kỹ thuật đó là khoanh lục non. Thì từ năm 19 ra 20 của bạn Xuân Tú ở trên Lim ấy, bạn ấy nói là mình xóa kênh. Bởi khoanh lục non là không hiệu quả, không có quả, không biết gì. Thì cách đây 12 ngày, cụ thể là ngày 11 tháng 11 năm 2023, mình phải quay đúng cái cành này. Vừa rồi mình mở cái điện thoại của mình để các bạn xem cái cành này. Là khi mình khoanh lục non, nhưng trong quá trình đi thì nó lại ngắt mất điện thoại mất rồi. Bây giờ mình mở lại điện thoại mình và các bạn xem đoạn này nhá. Cái lọc này đấy. Đây mình đã lại mở lại cái video ấy rồi. Đây, ôi video tối quá các bạn ạ. Trời vừa nắng. Đây. Đó sao nào mình mở được đoạn nào nhỉ? Mình đã quay lại khá nhiều mất rồi. Đấy, tài cái nào. Xong lên rồi. À ra chỗ này nó mất mạng các bạn ạ. Nó không lên. Về cách đây 11 ngày cái cành này mình khoanh. Khi lọc đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn nhá, lọc bên này này. Đấy. Nhớ chính xác cành này nhá. Đây. Cành này là cành thứ hai, cây thứ hai. Đấy. Cái lọc này nhá. Ngay đằng sau nhà mình đây. Đây. Gọi các bạn đã xem trong video này. Cái lọc nó mới lá chè này. Đấy, lá chè. Như đến hôm nay, sau 11 ngày đã xanh như này rồi. Đấy. Chuyển đến màu lá chuối rồi. Hãy chuyển màu lá chuối các bạn so sánh nhá. Hay bây giờ mình lấy một cái lá về để xem. Về nhà nó tối hơn, chứ ngoài này nó sáng quá. Xem rõ mới bị sâu nhiều quá. Đây. Mình vào nhà mình xem nhé cho nó tối hơn. Chứ ngoài này nó tối quá. À ngoài này nó sáng, nó chói không nhìn thấy gì cả. Đây vào chỗ nào nó hơi tối tối một chút cho nó dễ nhìn. Bây giờ các bạn quan sát cái lọc chi tiết xem mấy ngày nữa nó dài. Mình vào nhà mình nhắc cho tối hơn, ngoài này nó sáng quá không nhìn được. Lọc này lọc mới gọi là đang. Thôi mình về mình xem bằng vi tính các bạn ạ. Đây cái lá ở đây. Đây video mình đang xem trên điện thoại đây. Chỉ có 4 cây thôi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình so sánh lại các bạn xem nhá. Dừng vài hôm nhá, chứ khô giá chứ lại. Đây cái điện thoại đây. Bây giờ mình mở vừa cả vi tính nữa. Đây các bạn quan sát lọc mình đây. Đấy, vi tính nhá. Bây giờ mở hẳn vi tính cho nó dễ rộng hơn. Dày quá mình tiện. YouTube này. Đây. Đấy. Còn video tên này nhá. Đây. Lọc một lượt từ dưới lên. Kỹ thuật làm hoa vải thiều trong thân. À trong những ngày đây. Vào YouTube thì cứ vào kênh của mình kéo xuống đây, ở chỗ này. Và các bạn đánh nhá cái video đấy. Thôi mình mở kênh của mình kéo lên được. Để các bạn so sánh lọc sau mấy ngày như thế nào nhá. 11 ngày. Đây, bây giờ mình vào. Hay vào xem, mình thu nhỏ lại một tí. Mình không biết quay màn hình, mình chỉ quay trực tiếp. Mình dùng cái điện thoại, mình quay màn hình ở vi tính thôi. Đây. Toàn bộ màn hình vi tính này. Đây. Bây giờ vào video kéo lên này. Thì mình kéo lên đây, đúng cái ngày hôm đấy, cách đi 11 ngày. Đây, trên video này đây. Nó quảng cáo một chút nhá. Đây các bạn nghe ngày đây. Đấy. Nông đây. Màu vàng trắng nông. Các bạn xem cái lọc này. Tháng 11, 28. Đấy. Cái lọc đấy đấy, nó non như thế nhá. Đấy các bạn nhìn này, mình phóng to nhá. Cái này nhá. Chính ngọn này vừa bấm nhá. Cây thứ hai. Là hàng ngay đằng sau nhà mình đây. Các bạn xem lọc mấy ngày nó như nào, nó khác nhau. Đấy, nó dừng. Đấy các bạn nhìn chưa? Mình quay lại một tí. Thầm like. Đây. Hỏi. Sau 11 ngày các bạn khoanh, khoanh. Đấy. Khoanh sau 11 ngày này. Cái lọc bên này đỏ nhá, à lọc trước chưa khoanh, khi khoanh thì lọc bên như bên này, sau 12 ngày thì nó vàng như này. Đấy. Thì các bạn quan sát tiếp. Đây. Chính xác cành này nhá. Đấy, mình vừa bố quay đấy đấy. Là cành thứ hai, cây thứ hai. Là hàng ngay đằng sau nhà mình đây. Đã chuyển sang màu nuôi nâu nhá, một đoạn chuối các bạn nhá. Đấy, xong rồi một ngày, đấy, đấy, xong rồi một ngày. Đây, mình dừng nhá. Đây, mình dừng đây. Đấy. Xong rồi một ngày, bên này là khi khoanh, xong rồi một ngày. Đấy.
Các bạn thấy nào? Dài nhanh không? Rất là nhanh. À, sau 12 ngày chứ. Vảy cũng chân trắng vảy to. Thời gian chính xác là 17 giờ 22 phút. Thứ bảy ngày 11/11/28/9 nhé. Các bạn quan sát cái lập trên này. Đấy, mình vừa đặt cái cảnh quay dưới con lập trên nhé. Để các bạn xem mấy. Đây các bạn nhìn này. Đấy, trên thì lá mới nhú nhú, như sau 11 ngày, 12 Đây, ngày rạn đây. lá dài nhanh như này đấy. Chụp cái này. Trời cái mũi các bạn ạ. Đây. Nó khoanh một trắng tinh đây. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chị chưa? Đấy, thôi mình dừng video nha. Đây là một trong kỹ thuật làm lộc nhanh già. Khoanh sau, sau 11 ngày nó dài như này. Bây giờ các bạn quan sát cái lộc thật chi tiết để xem mấy ngày nữa nó dài như nào. Các bạn quan sát lại nhá. Đây nhá. Thì Đấy, mình cái lá sẽ mình chụp bấm lá đấy, này này. đấy nó non phải không? Lá lụa nhá. Đây. Chụp lá lụa. Lộc lá lụa. Đấy. Chưa thành thục. Đấy, sau phần mài. Đấy. Thôi mình dừng video nhá. Tóm lại mình chỉ quay lại để các bạn biết là dùng khoanh cũng là một trong kỹ thuật làm lộc nhanh giả cực kỳ và mình đang luôn. Thời gian chính xác bây giờ là 10 giờ 23 phút thứ năm. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, hình như là 11 tháng 10 năm Quý Mão. Cảm ơn các bạn xem video.